chào anh em đang xem miền Tây Solar ha, nay là trưa ngày thứ ba ngày 21 tháng 3 2023 tiếp tục lại gói hàng gửi cho anh em nhé, thì uh, sáng giờ uh, lưu bu với con bố quơ này nè, thì uh, cảm ơn uh, mấy anh mấy chú uh, um, sáng giờ đến nhà mình lấy con uh, bố quơ ha, uh. uh, đa số mấy anh em thợ rồi, uh, đến nhà lấy khảo sát thực tế rồi, rồi lấy thì uh, do tiếp khách mà mình uh, ít có thời gian gói hàng cũng như là không có kịp để quay video mong mọi người thông cảm ha ở đây có một con bố quơ nè hai con ba con và nãy mấy chú lấy cũng mấy con giờ trên điện thoại mình vẫn còn mấy con thì uh, uh, chiều nay tiếp tục gói cho các anh còn ở trên điện thoại ha thì mong mọi người uh, thông cảm mình không có quay từng con bố quơ mình test được nha ban đầu mình cũng tính là quay từng con từng con nhưng mà uh, mình test hết nè mình gắn vô mình test hết nhưng mà không có thời gian quay cho nên là chỉ test rồi gửi ra gói gửi cho mọi người nè này là của anh anh thành ở phú quốc nè còn kế bên là con bó quơ kia của anh um... à, đầu mới đây mới đây quên à, nhiều quá lộn xộn nè à, một con của anh thành ở phú quốc còn một con nữa là là của anh trí ha anh trí ở thanh khê đà nẵng đó bên cạnh thì có con saco năm kg rưỡi nè saco năm ký rưỡi anh bán 11,5 triệu rưỡi nè gửi cho anh hào ở anh hào ở cầu kè trà vinh ảnh mua về anh đi lắp cho người ta đấy saco này là saco năm ký rưỡi nha bự chản chúa luôn còn con bó quơ mình đang bán giá khuyến mãi thanh lý nha anh em, có bốn triệu bảy thôi con bó quơ ba ký hai mọi người nhanh chóng con đó nha chứ hồi sáng mới sáng giờ là mình đã bán được một mới đáng kể đó có nghĩa là hàng nó sẽ hết rất là nhanh đó, thì bên cạnh đó thì một số đèn, một số pin năng lượng cũng tranh thủ gói cho anh em nè. Ví dụ như ở đây có lu carbon 4.0. Còn ở đây là lu carbon 4.0 cộng với ốp trần Ốp trần 400. Còn đây là lu carbon 4.0 cộng với JD80 nè. Đó, cũng đã gói rất là kỹ lưỡng rồi. Bữa nay ra đi mấy cái lu carbon ha. À, gd 300 nè, 8300L nè em. Đấy rồi à, MK68400 giá 3,3 triệu khuyến mãi nè. À, UFO ngàn ha. Đấy, gương cầu lồi 300W nè. Mấy con này là mấy con bó nha. Đấy. 2 tấm pin Nhật này nè anh em. 1 triệu 3 8 tấm, 28 tấm là là 2 triệu 6 nè, 2 triệu 6 phí ship 200 nữa là 2 triệu 8. Đấy thì bạn nào thích thì cứ liên hệ mình. À, mấy cái mặt hàng này mình đều còn hàng để bán nha. À, còn mấy anh mua T300 thì đợi mình ngày hai ngày nữa có ha. T300 thì ngày mai có anh em. Đó. Nãy có anh kia anh nói tới nhà anh hốt bốn cái mà mình hẹn ảnh là ngày mai rồi chứ giờ T300 mình đang bị bị hết hàng nha mọi người. Thì công ty nó về tạo không có kịp á, cho nên là là ngày mai nha anh em. Đó, ngày mai thì có hàng ở nhà mình nhưng mà anh em muốn chắc ăn thì ngày mốt anh em đến thì chắc ăn có. Chứ còn để ngày mai thì có thể nhiều khi ta đến muộn đến trễ đến sớm hơn so với chuyến xe thì nó cũng rất là đáng tiếc. Đó thì ở đây nè, như một tấm pin 200W áp thấp nè, một triệu. 6 phí ship là khoảng sáu bảy mươi ngàn gửi cho anh hiếu ở trảng bàn tây ninh này hôm bữa gửi ảnh thiếu ảnh nhắn mình đọc không có kỹ đó anh em ảnh mua bốn tấm mình gửi ba tấm cuối cùng giờ phải gửi thêm tấm nữa ôi nói chung là đọc tin nhắn trong zalo thì nhiều quá nên đọc nhiều khi nó sót mà nãy mình là mình mò là mình đọc rồi cái này là hiểu lầm chứ không phải sót nữa mình có đọc tin của ảnh hết á nhưng mà mình hiểu là mình tưởng đâu ảnh lấy ba tấm cuối cùng anh lấy bốn tấm giờ phải gói thêm tấm nữa Uh, vấn đề đó thì cũng không quan trọng mình với bạn Hi anh hiếu á, là mua hàng thường xuyên cho nên là ảnh uh, đem đồ đó đi lắp cho người ta rồi nhưng mà anh chừa một khoảng trống đó để chờ cái tấm pin này của mình tới là ảnh lắp anh sen vô ha không sao hết anh em từ từ chúng ta khắc phục được hết nha khách người ta có càm ràm thì chúng ta cứ, cứ 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 nói với khách rõ ràng thì người ta sẽ thông cảm thôi chứ giờ thì cái cái tình huống nó gửi đi nó vậy thì biết sao ha đó thì uh, mình uh, trong video này mình nhắn với anh em á, ai mua bố thì nhanh lên nha mình về lần này mấy chục con sáng giờ mình bán là được 1 phần 3 đó đó và bây giờ mình đang liên hệ với công ty mà công ty chưa trả lời tại vì hàng này là hàng thanh lý giá của nó là 7 triệu mấy mà giờ bán còn 4 triệu 7 à. đó, 7 triệu 4 bán còn 4 triệu 7 luôn nha anh em ha đó, đúng ra con nó 7 triệu 4 thiệt đó mà giờ bán 4 triệu 7 đó, chỉ có một cái là không bảo hành thôi chứ còn là hàng là nguyên riêng 100 phần trăm ha ngoài hàng đập thùng 100 phần trăm anh em thấy đập thùng mình chưa dán lại nè tại vì con này anh anh kia lát anh tới nhà anh lấy cho nên mình không có dán lại còn hai con kia là mình gửi đi còn mấy cái anh mà mới đăng ký trên điện thoại nữa thì mấy cái anh đó chiều nay mình mới test nha chiều nay mình cố gắng sẽ quay video hồi nãy mình tính quay con saco năm kg rưỡi nè mà không có kịp đó, bây giờ thì phải lên xe đang đi ra bưu điện nha mọi người lần quần quay quay thì nhiều khi bưu điện nó chuyến xe nó đi rồi thì lại trễ hàng cho một số anh em thì vậy thì không tốt cho nên là Nói chung là con Saco hay là con quơ hay là con gì, gì nữa mình bán inverter là mình đều test hết nha. Đó nhưng mà quay không kịp, mong mọi người thông cảm. À quên ở đây quên giới thiệu nè, ở đây có hai tấm pin M100 của kia quá nè. À lúc nãy cũng có anh kia anh mua một tấm nữa. Nhưng mà cái tấm đó vẫn chưa gói kịp nha, chiều nay mới gói nha mọi người. Đó, anh mua một tấm à. một 1 triệu bao ship hai tấm thì 2 triệu bao ship, 100 tấm thì 100 triệu bao ship. Đó, M100 của kia quá nha. tấm của trăm của Sola cũng 1 triệu bao ship luôn. Đấy lúc này lời lớn quan trọng của anh em lời hai ly cà phê 1 ly cà phê cũng được nữa không có cần nhiều đâu đó cho nên em bán 1 triệu 1 bao ship là cái giá này là giá gọi là liều liều lắm rồi nha mọi người thôi xin chào anh em hẹn gặp mọi người những mặt hàng lần sau đam mê liên hệ mình ha 076 687 4311 nha